cái gì ăn không? Tôi tăng được thêm sức rồi. Thôi, đi kiểu ăn nào, tôi cho xem. Người đói quá. Rau. Có đỗ rồi. Ra mặt đỗ rồi. Đỗ ấm quá nhỉ. Gì lạ lạ nhỉ? Một cái. Có tí này. Chẳng có mùi gì này. Có lỗi này. Ôi chuột thế. Chuột quá. Thôi nuốt ra thôi. Ôi con này là quả gì nhở? Thôi nuốt ra thôi. Chủ quá. Vậy vào tí nó tí vào xem có gì. Bé quá, đỗ là bé, đỗ bé quá. Chừng có đỗ to nhỉ. Bé đấy nhỉ. Rồi được quá. Bé quá. Ở đây khoảng bé bé. Sao đỗ rồi đấy nhỉ? Đỗ này là bé nhỉ? Sắp tàn rồi mà bé đấy nhỉ? Ô, ui, bay ra rồi. Đây lại có chuông đây. Ô, thì gãy ở đâu nhỉ? Được cả đỗ, cả này. Thôi, bé thôi. Cũng quả ăn rồi. No rồi. Rồi, lên Google xem thử quả này quả gì. Bông. Quả tròn tròn. Có hạt. Có muối. Thôi kệ đi vào nhà đây.
phải là quả gì? Quả độc nhất vô nhị. Không, quả này không phải quả độc nhất vô nhị. Quả này như kiểu là quả được bị ăn rồi à? Quả này có sợ sợ đến như gọi là chôn chôn. Xem giống ta. Ừ, quảng cáo. Sinh nhật sen đỏ, ai cũng có quà. Có quà, có quà. Ừ, thích gì? Gì không? Ô. Âm lịch thì nó mới chiến nhau quay. Ô. Giờ này là nó vẫn còn xanh. À, giống nè. Nó chưa chín thì ăn nó chua chua chát chát. Ồ, chua bạn ạ. Chua chua chát chát tí thôi. Ờ, cũng muốn ngọt ngọt. Đúng rau ra rồi. Gần mất thăng bằng đẳng ạ. Ồ nhiều thuế. Ồ rau ra đến một chuyến kỳ. Này bây giờ kêu ra đấy. Bây giờ tiến hóa trong bọc quả đỗ à? Ồ thế biết rồi. Lần đầu tiên mới thấy rau ra nó như thế này. Ồ thôi. Mà đi ăn. Ồ. Thôi bọc quả đỗ đi. Có cái ăn này. Quần này lạ. Hay mình được gọi Tiến nhá. Tiến ơi. Đây 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 nhanh nhanh nhanh. À, quả gì đây anh đó? Quả này cái gì mà anh lên YouTube anh vừa xem rồi. À, quả dâu da ăn nó chua chua chát chát, ngọt ngọt. Được, vô đây, đi ăn. Vừa đi hái mấy quả đỗ mà Tiến thấy nó mọc tiến hóa ra đỗ. Uầy, nhìn ngon thế nhỉ. Ui. Thôi, để anh đi rửa thôi, cho nó có bảo quản nhá. Ui, rửa sạch rồi. Nhưng mà anh vừa ăn một quả nó chua chát chát đâu. Thật đó. Ăn không chát đâu, nó hơi ngọt ngọt, chua chua. Quả to chắc là chín rồi. Ừ. Ăn thử xem. Đấy, nó có cái mùi muối như kiểu mùi mít ấy. Đúng rồi đấy. Mùi mít này. Quả này vỏ đỏ. Ừ, vỏ đỏ bên trong trắng. Gì ấy, nó bốc mùi muối. Chua quá, chua quá. Anh vào lên YouTube rồi anh xem, có lẽ được hạt. Ừ hả? Ừ. Anh xem ăn được cả hạt đấy. Ủa, chua lắm. Ừ. Ừ. Chua dã man luôn. À, chua quá. À, có muối ngọt, có muối chua. Chua quá. Cái gì ấy? Cứ chua chua chua. Vẫn ngon 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 ngọt. Chát 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 chát. Dâu da ở miền Bắc gọi là dâu da nhưng mà chẳng biết ở miền Nam gọi là gì nhỉ? Ta gọi là dâu da thì ở trong miền nó dâu da như là dâu da gì? Thông da ấy. Ở đúng rồi. Dâu da thông da ấy. Chuẩn. Đây. Ở đây gọi là dâu da, chắc ở trong miền Nam gọi là thông da. Này. Ô, quả này nó thơm thơm hơn, chắc chín này. Ui. Ui, muối trắng này. Ok nha, anh em đây. Dâu da đây anh em ơi. Đây là quả dâu da của mình này. Có hai múi rồi anh em ơi.
Đấy em ạ, nhìn kỹ không? Nó chỉ có hai múi thôi. Nhưng mà bên trong nó có hạt anh em ơi. Hạt hạt đây anh em ạ. Anh em mình bóp vào cho anh em xem nhá. 1, 2, 3. Úi, có hạt đây anh em ơi. Cái này gọi là hạt đấy anh em ạ. Vậy đi nha. Đấy, đây là cái vỏ bọc thôi. Vậy đi. Đây mình vẫn còn một múi nữa anh em ơi. Xem múi này ngọt không nha. Ok anh em. Ngon lắm anh em ạ. Múi này ngọt lắm anh em ạ. Múi ngọt quá. Ăn từ đầu chua lắm, nhưng mà ăn dần dần ngọt lắm anh em ạ. Dần ngọt kinh luôn anh em ơi. Nó kiểu gì ấy anh em ạ. Nó ăn nó kiểu ngon. Có anh em nó ăn chưa anh em? Anh em nào ăn rồi thì để phần comment bên dưới nhá. Anh em nào chưa ăn thì nhớ like. Khổ quá. Chua thế. Chua cực luôn, kiểu ăn của quý tộc. Nuốt luôn, không cần nhai. Đấy, kiểu ăn của quý tộc nhá. Ăn rồi nhá. Không được nhai, nuốt luôn. Và nhìn ăn này. Nhìn anh mà học tập này, anh ăn cả quả luôn học tập cái này. Và nhìn anh ăn hai cả quả này, quả này nhìn nó ăn kiểu quý tộc à. Quả. Thôi ăn nốt quả này thôi, không ăn nữa đâu. Chịu rồi, chua lắm. Chua lắm. Bây giờ anh em mình ăn bỏ hạt. Chua quá, chả nữa đâu. Thôi nhỉ đi. Nghỉ. Bye bye các bạn nha. Ok anh em nha, clip mình đến đây là kết thúc rồi. Anh em thấy hay nhớ like, share, subscribe, đăng ký ủng hộ nha. Đây này, quả dâu ra cho anh em nhìn tất cảnh luôn. Đấy. Ok, bye bye anh em. Bye bye. Nhớ like, share đấy. Không. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh. Bitch.